thưa quý vị hạnh phúc vợ chồng là cả một đời người nhưng cuộc sống là vậy muôn thủa trong câu chuyện này giữa đôi nam nữ cặp vợ chồng trong đêm tân hôn đã xảy ra những điều ngang trái và cay đắng giờ đây tôi mong quý vị hãy lắng nghe và theo dõi chi tiết về câu chuyện mà đôi vợ chồng này đã xảy ra trong đêm tân hôn như thế nào xin kính mời quý vị lắng nghe ai ngờ vừa vén váy của vợ lên lòng đã điếng người khi nghe vợ thỏ thẻ cái ấy của em khác người lắm nên mình cũng không thể tân hôn như bình thường được đâu Ba mươi sáu tuổi Cứ tưởng con trai ấy vợ Ai ngờ Một ngày Long dẫn bạn gái Về nhà ra mắt Thì mẹ anh gần như nhảy lên Vị sung sướng Trời ơi Mày không lừa con gái nhà người ta đấy chứ Nó yêu mày thật lòng Phải không con Ơ mẹ hay nhỉ Con trai của mẹ Mà mẹ lại không tin tưởng là sao cô ấy yêu con thật lòng mà không tin mẹ cứ ra điều tra đi mà mẹ cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa một hai tháng nữa là con cưới đấy và đúng là hơn một tháng sau thì hai họ tổ chức tiệc cưới linh đình cho đôi trẻ chính long là người trong cuộc nhưng cũng còn chưa hết bất ngờ đúng là duyên trời định sẵn Tới tận bây giờ mới cho anh gặp được cô gái vừa sinh Vừa trẻ lại yêu mình thực sự như thế Yêu lâu mà làm gì Khi mà 7-8 năm thể nguyện rồi cũng chia tay Anh và vợ chỉ vọn vẹn có 4 tháng Mà nhà vợ từ đầu đến cuối chưa hề phản đối gì cả Thậm chí hôm trước ngày cưới Bố vợ còn tuyên bố cho hai vợ chồng 3 tỷ đồng làm hội môn Thích lấy tiền thì lấy thích lấy vàng thì lấy sau khi đăng ký kết hôn về hai vợ chồng đã nhận luôn tiền mặt rồi ra ngân hàng gửi sổ tiết kiệm ai cũng bảo long khôn nhưng anh chỉ cười là bố mẹ vợ cho con gái đấy chứ đâu phải cho anh đám cưới diễn ra bạn bè và họ hàng hết lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ ai cũng khen cô dâu trẻ đẹp số long đúng là quá hên rồi tiệc tan đã chiều tối bạn bè chiến hữu rủ long đi ra ngoài tiến đời độc thân nhưng long từ chối hết thực sự anh không muốn say hôm nay chỉ muốn có một đêm tân hôn vô cùng ý nghĩa với vợ mát thôi tám giờ tối long đã theo vợ lên phòng cửa phòng vừa đóng lại anh đã lao ngay tới vì không thể nào kiềm hãm được thêm nữa ai ngờ vừa vén váy vợ lên Lòng đã điếng người khi nghe vợ trẻ thò thẻ Cái ấy của em khác người lắm Nên mình cũng không thể tân hôn như bình thường được đâu Em, em nói gì anh không hiểu Thế này nhé Anh phải bịt mắt lại rồi mới tân hôn được Tưởng gì, cái đó thì đơn giản thôi em Em thích như là 50 sắc thái đúng không? Anh sẽ chiều em vậy là vợ bịt mắt Long lại đêm tân hôn diễn ra vô cùng xuân sẻ thậm chí là Long còn thấy ấn tượng vô cùng vì vợ có vẻ rất sành sỏi và rất biết chiều trọng tuy nhiên Long vẫn muốn được tận mắt nhìn thấy những giọt máu tinh trắng của cô vợ 18 tuổi rơi trên ga giường nên khi cuộc ân ái vừa kết thúc anh quyết định tháo bịt mắt ra ngay để rồi ngay khi vừa thấy ánh sáng đèn điện Long đã hét toán lên kinh hãi Cái, cái gì thế này Sao chỗ đó của em lại Em đã nói không bình thường rồi mà Ai bảo anh không nghe lời Mà đi bỏ bịt mắt ra Nhưng sao Nhưng sao em lại xăm kín chân vào chỗ đó như vậy Em, em mới 18 tuổi thôi mà Lẽ nào em đã Tất nhiên là em đã mất tình với bạn trai cũ rồi Em xăm thì cũng là do sở thích của em thôi mà. Anh nghĩ đi, một anh chàng 36 tuổi, gia cảnh bình thường cưới được cô vợ trẻ đẹp mới 18 tuổi, lại còn được bố mẹ vợ cho thêm 3 tỷ đồng nữa thì cũng phải chịu hy sinh một chút chứ. Chẳng lẽ anh muốn được tất cả sao? Lòng chết điếng người. Không ngờ mọi sự lại ra như thế này giờ mà chuyện này lộ ra ngoài người ta sẽ nói anh ham tiền mà cưới vợ hư hỏng nhưng nếu anh ngập bổ hòn làm ngọt thì chả lẽ phải cả đời sống với cô vợ mất tinh này hay sao và một câu chuyện đã xảy ra đầy bất ngờ trong đêm tân hôn mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời chia sẻ và tiếp theo kính mời quý vị thưởng thức câu chuyện thứ hai Tôi phát hiện bộ mặt thật đằng sau vẻ con dâu ngoan hiển của vợ Vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm Có một cậu con trai hơn 5 tháng tuổi Công việc hai vợ chồng ổn định Đã mua được một căn nhà chung cư trả góp từ trước khi vợ sinh Tính ra thu nhập của hai vợ chồng sau khi dành một khoản tiền Để trả tiền nhà cố định mỗi tháng Số tiền còn lại chỉ đủ chi tiêu Hồi vợ tôi sinh bà ngoại ốm không đến được Còn bà nội ra ở được hai tuần Thì nặng nặc đòi về Lý do mẹ tôi không muốn ở lâu Vì mang tiếng là có bà nội Như hầu như mẹ tôi không phải làm gì mấy Chỉ mất ít ngày đầu mới sinh Do vết thương còn đau Nên vợ tôi hạn chế đi lại Vài ngày sau Cô ấy đã làm hết mọi việc Từ nấu nướng giặt quần áo riêng cho con bằng tay xúc rửa dụng cụ hút sữa đến bế ấm mỗi khi con khóc ngay cả lúc giữa đêm mà không cần mẹ chồng hỗ trợ. Mẹ thấy vợ tôi làm hết mọi việc thì nói với con dâu rằng đàn bà sinh đẻ tốt nhất cần được nghỉ ngơi, kiên cữ. Thế là không có ai thì con phải làm chứ có mẹ ở đây cần gì con cứ bảo mẹ. Nhưng vợ tôi nói thể trạng cô ấy khỏe, cô ấy làm được. Chỉ nhờ mẹ lau hộ cái nhà và phơi quần áo thôi Ở được hai tuần mẹ bảo tôi Mẹ tính lên ở một tháng đỡ đần vợ con Cho nó kiên cữ một thời gian Nhưng mẹ thấy vợ con chẳng kiên cữ gì hết Việc gì nó cũng làm Đạp đang tháo vát Còn bảo mẹ cứ nghỉ ngơi đi Nó sinh đẻ mới cần nghỉ ngơi Chứ không mẹ lên làm gì Mẹ ở đây chơi không Ở quê thì nhiều việc thôi mẹ về lúc nào các con cần thì mẹ lại lên tôi đồng ý cũng thấy đúng là vợ tôi không để mẹ chồng phải làm việc gì thật trong khi việc ruộng vườn ở quê mẹ phải gửi anh em bà con làng xóm trông nom giúp kể từ khi bố tôi mất tôi lấy vợ ở xa em gái cũng lấy chồng việc to nhỏ trong nhà đều do một mình mẹ tôi gánh vác Thương con nên mẹ phải đóng cửa nhà mặt đi. Thấm thoát đó mà dở con trai tôi đã hơn 5 tháng tuổi, còn vài tuần nữa là vợ đi làm. Tôi hỏi vợ sắp tới đi làm, chuyện con cái em định tính như thế nào? Vợ tôi bảo rằng cô ấy sẽ thuê bảo mẫu đến trông em bé giờ hành chính. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên. Thu nhập vợ chồng mình hàng tháng chỉ đủ trả góp tiền nhà và chi tiêu, tiền đâu mà em thuê bảo mẫu giúp việc? để anh gọi điện về quê nhờ bà nội lên trông cháu cho ít lâu bà trông cháu chả yên tâm hơn à không em không đồng ý con là con của vợ chồng mình mình phải có trách nhiệm không thể đùn đầy cho bà được bà nuôi anh đủ vất vả rồi người già trông trẻ mệt lắm chứ không đơn giản như anh nghĩ đâu em không muốn làm phiền bà phiền ha gì mẹ anh rất sẵn lòng hỗ trợ con cái khi cần hơn nữa nhà mình kinh tế còn khó khăn đỡ được đồng nào hay đồng ấy nếu vậy thì em xin nghỉ thêm vài tháng nữa cho con cứng cáp rồi gửi trẻ cũng được đằng nào công ty em dạo này cũng đang ít việc em tính thế nào cho hợp lý thì tính cần thì anh gọi nhờ bà đã nói như thế vậy mà hôm nay đi làm về tôi lại tình cờ ngay vợ gọi điện cho bạn cô ấy nhờ tìm người trông trẻ tại nhà Giọng điệu của vợ tôi tỏ ra rất chít khoát Tìm nhanh giúp tớ nhé Kéo đến ngày đi làm không có ai trông con Chồng tớ sẽ lại gọi điện cho bà nội lên Hồi ở cữ Dù mệt Tớ cũng phải cố làm hết việc Để bà thấy rảnh rỗi quá Chán mà về quê Giờ nhờ bà ra trong cháu Thì ở đến bà vợ Ôi Tớ chẳng thích ở với mẹ chồng tẹo nào luôn thà tớ tốn tiền thuê bảo mẫu trông con còn hơn phải nhờ mẹ chồng sợ bà lên ở đây lâu lại quen thấy thành phố sướng chứ không khổ sở như ở quê mình rồi không muốn về quê nữa thì mệt tôi nghe vợ nói từng lời từng lời lòng đã hiểu ra tất cả hiểu vì sao những ngày mới sinh các sản phụ khác bỏ mặc hết mọi việc cho mẹ cho chồng còn vợ tôi thì tranh làm hết tôi lại nghĩ tính vợ tôi cẩn thận sợ mẹ chồng làm không như ý mình, lại ngay vực ngọt nhạt bảo để cho mẹ nghỉ ngơi, tưởng cô ấy thương mẹ chồng thật, hóa ra là cô ấy không muốn mẹ tôi ở lâu nên muốn mẹ tôi thấy mình vô dụng mà về. Giờ cần người trông con, cô ấy thả bỏ ra mấy triệu thuê người trông trẻ chứ nhất định không nhờ bản nội. Chỉ vì cô ấy sợ bà ở rất là lâu thấy ở thành phố sướng hơn sẽ không muốn về quê nữa nếu vậy thì sẽ phải nuôi luôn bà vợ tôi không hề biết rằng mẹ tôi thực sự không thiếu tiền cả đời bố mẹ tôi làm lụng buôn bán tích cóp nuôi anh em tôi không thiếu thốn thứ gì ruộng vườn được đền bù tiền tỷ cũng có chẳng qua sống ở quê vất vả đã quen rồi nhu cầu không nhiều nên mẹ không sắm sửa trong nhà hồi tôi lấy vợ rồi quyết định mua nhà mẹ bảo cho tôi tiền mẹ cần thêm sổ đỏ cho tôi để không phải mua nhà trả góp nhưng tôi bảo mẹ là chúng tôi còn trẻ cần có động lực để phấn đấu cái gì cũng dựa vào mẹ thì biết bao giờ mới trưởng thành mẹ nghe tôi nói có lý nên gật đầu nhưng khó khăn quá thì cứ nói tiền của mẹ cũng là để cho các con mà thôi chuyện mẹ nói tôi cho tiền mua nhà nhưng tôi không nhận tôi không nói với vợ nhìn nhà người ta mua đất mua nhà có bố mẹ cho thêm tiền. Nhiều khi cô ấy cũng bóng gió rằng vợ chồng mình tay trắng nên vất vả. Vợ tôi vì thế luôn nghĩ nhà tôi ở quê nghèo khổ, túng thiếu. Mẹ tôi luôn khen vợ tôi lễ phép, khéo ăn khéo nói, bà tự hào với anh em làng xóm mỗi khi nhắc tới con dâu, rằng bà ra đó con dâu thương bà, không để bà động tay động chân việc gì. Mẹ tôi nào có biết đằng sau vẻ ngoan hiền ấy lại là những suy nghĩ tính toán xấu xí của vợ tôi chính tôi từ trước tới nay cũng luôn nghĩ vợ tôi tâm tính thiện lành nay nghe những lời cô ấy nói mà lòng trào lên nỗi thất vọng vừa buồn vừa sợ vừa thương mẹ nhiều thêm thôi thì tôi cứ kể cô ấy nhất định không nhờ mẹ lên nữa để xem với khoản thu nhập không dư giả luôn nuôi thêm một bảo mẫu cô ấy sẽ xoay sở như thế nào vâng hai câu chuyện đến đây là kết thúc mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời chia sẻ bình luận tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại